Dạ thưa ông, con tên là Trần Khánh Ngọc. Hôm nay con có một số câu hỏi muốn hỏi ông giải đáp cho con ạ. Rồi, con hỏi gì? Dạ, thưa ông, đạo Phật Khoa học Thiền tông Việt Nam là dạy gì thưa ông? Đạo Phật Khoa học Thiền tông Việt Nam là dạy cái gì cũng bằng khoa học hết. Mà chứng minh luôn chứ không phải không đâu. Dạy nhưng mà chứng minh bằng khoa học, chứ phù mờ. Còn tất cả các đạo khác gọi là đạo hiển linh. Hiển linh, tu là phải có linh này linh kia gọi là đạo hiển linh. Mà hiển linh này gọi là đạo vật lý. Còn đạo Khoa học Thiền tông gọi là chứng minh bằng khoa học. Thấy không? Gọi là đạo Phật Khoa học Thiền tông Việt Nam. Nó công bố ra tại nước Việt Nam, thành ra mới là đạo khoa học của Việt Nam. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa ông, có nhiều thầy giảng đạo Phật rất hay. Cháu muốn biết người thầy đó dạy đúng hay không đúng. Cháu phải tìm hiểu về ông thầy đó như thế nào, thưa ông? Này dễ ợt à. Đạo Phật là đạo gì? Đạo giác ngộ và giải thoát. Vị thầy nào mà dạy hai cái chữ này thì đúng. Còn thí dụ ông dạy đám cưới, làm bùa, làm phép là không đúng. Ông dạy tụng, dạy cúng là không có đúng. Thấy không? Ông nào mà dạy giác ngộ giải thoát là đúng. Ông nào dạy là cúng tụng cầu xin đại lộc là không đúng. Ông Phật không có dạy cái này. Thấy không? Vì trong cái ông Pháp Loa ông nói đó là hiểu năm năm thứ này không cầu, không cúng, không lễ, không tu, không hành, không chứng, không đắc là đúng. Đạo Phật Thiền tông có năm chữ này, con phải hiểu cái này là đúng. Còn tất cả nếu bên ngoài là không đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa ông, Thiền tông có dễ tu không thưa ông? Đây, Thiền tông là dạy học hiểu và thực hành chứ không phải tu. Tu là nói cho theo dân gian cho hiểu vậy thôi. Chứ không là khi được thật cái chánh gốc của đạo Phật Thiền tông rồi. Học hiểu và thực hành cho đúng. Đó, Thiền tông nó đi con đường khác. Nó không ép buộc vào chữ tu. Chữ tu là chữ sửa. Chữ sửa gì? Thế giới này nó vậy con sửa sao? Thế đất nó đâu quay ào 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 vậy, tam giới nó quay vậy rồi làm sao con sửa con vậy? Con đứng con có chút xíu làm sao con sửa nó được, phải không? Là nó sai, sai chỗ này nè. Con đứng mà con sửa trong thế giới này là mấy ông thấy nhập con liền. Nó à mày muốn gì, nó tu sửa cho hiển linh rồi, 5 phút sau con hiển linh liền. Thánh nhập vô cũng sai con. Để rồi nói chuyện trên trời dưới đất gì cho nó vui thôi. Chứ làm sao giải thoát được, giải thoát nó khác. Giải thoát học hành hiểu bằng trí tuệ, hiểu bằng khoa học thì mới ra được. Vì thế mà nó nói có cái chuyện mà trung tâm vận hành luân hồi. Chưa có cái đạo nào nói là trung tâm vận hành luân hồi. Chỉ con đường đó mới đi ra được về Phật giới thôi. Vô cũng bằng trung tâm vận hành luân hồi của hải triều âm. Ra thì bằng hải triều dương. Bây giờ con suy nghĩ nè. Giống như con có trái banh to, con để cái bàn con quay một cái ào nè. Cái banh đó là cái tam giới. Nó hút từ trên, nó hút xuống. Gọi là âm. Đẩy đi ra lại là dương. Cái chỗ nó không quay là con đường để cho tánh Phật đi ra đó. Nó phải đi theo cái công thức này nè. Thấy không? Con hình dung một cái banh con để trên cái bàn, con quay một cái nó quay đó. Thấy không? Nó quay giống như con vũ nó quay vậy đó. Cái chỗ mà không quay chính là cái trung tâm vận hành luân hồi đó. Nó phải con phải hiểu. Chứng minh được cái này thì cái Thiền tông tự nhiên con nó hiểu nhiều lắm. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa ông cho công bố quyển huyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền tông để làm gì thưa ông? Bây giờ cái này á, là ông Phật bí mật truyền theo dòng tông là có cái nguyên do này. Thời Thượng Pháp là cái thời Đức Phật đang dạy đạo, ông không có dạy được cái này. Mà ông dạy là dạy theo cơ chế vật lý, thành quả của vật lý. Khi mà coi là người văn minh lên cao rồi, ta hiểu được cái này thì ông mới cho công bố cái quyển này ra. Thấy không? Thành ra gọi là đạo Phật khoa học. Công bố được có hai cái phần để nó cứu cái loài người không diệt vong sớm. Vì do cái tưởng và tham của con người với cái ác. Mà cứu được loài người này thì con người văn minh phải tổ chức toàn bộ cái thế giới này lại. Sống theo thời văn minh nguyên tử thì trái đất này sẽ tồn tại lâu hơn. Con người sẽ tồn tại lâu hơn. Đó, mục đích cứ vậy đó. Rồi cái thứ ba nữa là lấy lại cái danh dự của đạo Phật không còn mê tín nữa. Bây giờ đa số người ta chửi ra mà đạo Phật mê tín quá trời đi. Ta chứng minh cho mình ấy. Cúng đúng đâu cũng cúng mà hỏi ai nó đạo Phật à, Phật cúng
thì mấy cái đạo cũng cúng, nó chửi mình chứ gì nữa. Thấy không? Đạo Phật nó vô có chuyện vô cúng. Mà giờ các chùa nào cúng là ta lấy lại cái dinh dự của đạo Phật. Là cái chỗ này nè. Đạo Phật không cúng, đạo Phật dạy giải thoát. Anh dạy thì dạy, không dạy thì thôi, đừng có cúng. Nếu cúng thì anh chuyển qua cái đình đi, qua cái miễu đi. Để đưa vô đầu, đưa vô chùa mà cúng là biến đạo Phật thành cái đạo cúng. Thấy không? Vừa rồi có ông gì ở Biên Hòa, có anh gì ở Biên Hòa đó, vậy là giáo hội cúng. Thành ra cái đạo Phật này lấy lại cái danh dự này. Thấy không? Đạo Phật là giải giác ngộ giải thoát chứ không cho cúng. Đó, con hiểu không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa ông, khi người chết, trung ấm thân của người chết đó hình thể như thế nào thưa ông? Khi người chết, cái trung ấm thân của mình nó theo cái dạng cái nghiệp của mình. Ví dụ con chết mà con lên trời, chuẩn bị lên trời, tự nhiên cái trung ấm thân con nó đẹp như tiên rồi đó. Thấy không? Còn nếu mà con chết mà con được làm người trở lại thì giống như con người thôi, không có gì, nhưng mà nó thu nhỏ lại thôi. Còn nếu mà Chúa làm súc sanh thì nó giống đầu thai con nào giống con đó, đó cho con biết. Còn nếu mà xuống địa ngục rồi đen thùi, không biết cái gì, một cục đen thùi vậy đó. Đó, nó theo cái nghiệp của mình, chứ làm sao biết được. Còn thành Phật nó có hào quang à. Nên nhớ là đạo Phật mà có công đức rồi, tu đạo Phật có hào quang liền. Mà người nào có cái Phật nhãn mới nhìn thấy được cái này. Còn nếu mà con người bình thường ra là nó nếu mà có cái tham tâm thông, nó vẫn nhìn thấy được cái này. Thấy không? Nhưng mà nếu mà thành Phật rồi thì có hào quang liền, nó phát ra cái hào quang liền. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa ông, tu thiền tông có lợi ích gì thưa ông? Có lợi ích chứ. Lợi ích này là thứ nhất là không mê tín, phải không? Có gia đình phải lo gia đình, còn có ông bà cha mẹ con phải lo ông bà cha mẹ con, chứ không có vụ đi mê tín nữa. Làng xóm ở địa phương nó cần cái gì giúp đỡ địa phương, con ra con giúp. Con nhỏ, còn nếu lớn lên thì tổ quốc lâm nguy thì phải cầm súng chống lại ngoại xâm. Lợi ích là lợi ích vậy đó, bằng thực tế chứ không thiền tông không mơ hồ. Ăn cây nào rào cây nấy, tổ quốc đùm bọc mình phải bảo vệ tổ quốc mình. Đạo Phật thiền tông nó dạy con người có gia đình phải lo cho gia đình, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc. Đạo Phật thiền tông rất thực tế, đừng mê tín gì đâu. Ba cái này là căn bản của cái đạo Phật thiền tông. Có lợi ích là lợi ích vậy đó. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ thưa ông, người tu thiền tông mà tính toán đủ chuyện thì người tu như vậy có đúng không thưa ông? Tính sao đúng được, tính bởi tại bà ta nói là tu thiền tông cái tánh Phật mình nó là thanh tịnh thì mình phải sống bằng cái thanh tịnh thôi. Nhưng mà thanh tịnh nhưng phải rõ thông bằng khoa học chứ không phải thanh tịnh rồi. Thanh tịnh mà nó đen thùi không phải vậy. Thanh tịnh rõ thông bằng khoa học mới gọi là người tu theo đạo Phật khoa học thành thiền tông. Còn con không thực hiện được cái này là hoàn toàn con tu sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa ông, người tu thiền tông mà làm đủ chuyện để cho có danh, có trở về Phật giới được không thưa ông? Cái đó trở về thánh, về sống với thánh, với Phật giới. Phật giới đâu có danh. Phật giới hoàn toàn cự cái danh. Còn danh thì phải vô thánh ở. Nó phải hiểu cái thế này này. Phật giới không có danh, Phật giới chỉ có một kim thân Phật sáng suốt thôi. Còn danh thì là thánh. Còn giữ thần. Còn cứ ham ở trong quẩn ở thế giới này là gọi là làm người. Nó có mấy con đường đi vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn ông ạ. Rồi cảm ơn con hỏi.